Rồi giới thiệu tên con đây, con tên gì? Con tên Su. Su hả? À, tên đẹp dữ ta. Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Tuổi 6 tuổi sao có chút xíu vậy? Thường ngày là mẹ cho con ăn, muốn ăn gì? Hả? Mẹ có mua thịt cá cho con ăn không? Không hả? Có mua sữa cho con uống không? Có hả? Rồi chú tặng cho con 3 bộ đồ nha. Cảm ơn chú. Giỏi. Rồi tiếp theo nha. Chị này lớn hơn nè. Con tên gì? Con tên Lan Anh. Tên đẹp dữ vậy hả? Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Ăn cơm chưa? Con ăn cơm chưa? Cơm rồi. Học lớp mấy? Học lớp 2. Có giấy khen không? Có. Giỏi. Rồi tặng cho ba bộ đồ. Cảm ơn. Dạ, mến chào cả nhà thân thương. Đội trưởng Lê Thang xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Cả nhà, hiện tại đội trưởng Lê Thang đang có mặt tại huyện Bắc Ái thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay đội trưởng Lê Thang có cơ hội có duyên đồng hành với các mạnh thường quân. Dạ thì mạnh thường quân là lặn lội đường xa, rất là xa xôi luôn cả nhà, từ thành phố ra đây, ra quê hương tỉnh Ninh Thuận của đội trưởng Lê Thang để trao tặng những món quà tình thương cho bà con người đồng bào Rốc Lây ở miền núi nơi đây. Đội trưởng Lê Thang cũng xin là nhờ đoàn của cô chia sẻ một chút xíu. Dạ. Rồi chia sẻ đi. Thưa tất cả các đồng bào mình ở vùng ở đây, thì đây là một cái gia đình nhỏ của chị em của chúng tôi, là với một tấm lòng và được gắn kết bởi đôi chân lang thang, thì chúng tôi xin mang được cái tấm lòng yêu thương của mình, những tình cảm của chúng tôi xin gửi đến tất cả các đồng bào ở đây. Và phải nói này, nhìn hình ảnh các đồng bào chúng tôi rất là xúc động và cảm thấy rằng là chúng tôi đã làm một điều mà hạnh phúc của chúng tôi rất là lớn, đó là đem được cái niềm vui san sẻ đến cho tất cả đồng bào của chúng ta còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc cho tất cả các đồng bào mình ở đây được sức khỏe, hạnh phúc và sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn nữa trong cuộc sống và đón nhận được nhiều tình cảm thân thương của đồng bào trong cả nước sẽ đến với đồng bào của chúng ta hôm nay. Dạ xin hết ạ. Dạ, vỗ tay là con mình vỗ tay. Dạ trước tiên thì con cũng xin gửi lời cảm ơn đến đoàn của cô. Dạ cô Vương Thị Hồng Mỹ. Dạ và các mạnh thường quân ở đây. Dạ, chúc cho mạnh thường quân và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Thì con trước khi phát quà đó, con có đôi lời nói với bà con nơi đây. Thì bà con mình khi mà nhận quà thì mình gửi một lời cảm ơn nha, cho thân thiện ha. Là mình trật tự nè, mình nhận quà xong mình vui vẻ ra về. Để mai mốt á, mạnh thường quân của mình á thấy hài lòng của bà con nơi đây thì họ mở tấm lòng họ tới đây họ giúp đỡ cho mình nữa nha. Bà con đồng ý không? Đồng ý vỗ tay. Rồi cảm ơn mạnh thường quân dạ. Con nghe chú. Mọi người khỏi bước lên đây, đứng dưới này để bước sơ bước. Dạ, dạ đúng rồi. Từ từ, chị này đi nha. Cho chị này ưu tiên đây, có con nhỏ nè. Rồi, cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Rồi, chị này có con nhỏ ưu tiên nè. Rồi, được phiếu ra, được phiếu ra. Cảm ơn mạnh thường quân giùm em. Rồi, anh ta. Cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Rồi, chị gái đi lên. Rồi chị gái nè, có bé trước đi anh. Rồi em đi lên. Cảm ơn mạnh thường quân giùm anh nha. Dính nãy không? Rồi chị gái. Đây, rồi em trai này nữa rồi đây không được đâu ôm giùm nó ôm giùm đầu ôm giùm luôn không hỗ trợ anh chờ cái miếng chỉ có đây 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 cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Rồi cô đi lên. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Cảm ơn mạnh thường quân giùm em anh ơi. Cảm ơn mạnh thường quân nha chị nha. Cảm ơn bên kia. Cảm ơn mạnh thường quân.
Rồi chị lên. Rồi cảm ơn mạnh thường quân nha cô nha. Đâu đâu quan nữa đâu quan nữa lại cái rồi em ra đây rồi em sách thêm bao luôn hả, sách thêm bao đựng luôn hả? Thôi đi 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 ra kia là đựng, ra kia là đựng. Rồi cảm ơn anh Thường Quân giùm em nha. Rồi sách bao to dữ vậy. Rồi chị Trân. Rồi cảm ơn anh Thường Quân giùm em nha. Cảm ơn anh Thường Quân nha. Rồi cảm ơn to lên nha. Cảm ơn mạnh thường quân. Phụ nữ ở đây mạnh lắm, phụ nữ ở đây mạnh lắm. Phụ nữ ở đây là ghét ghét ba quầy chuối được à. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Cảm ơn. Rồi anh trai lên. Cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Cảm ơn mạnh thường quân to lên nha. Đây đây đây. Vào đây. Bắt nó có tí tí. Con nào có mầm lưu tàng ngàn con nào. Chắc nói hả? Cảm ơn mạnh thường quân. Cảm ơn. Cảm ơn to lên nha. Cảm ơn lên cho có không khí vui. Cảm ơn cho là. Cảm ơn nghe lên. Cô cảm ơn mạnh thường quân giùm con nha. Khác luôn quá. Nè nè bưng ra cho bé bưng ra. Khác quá nhờ. Lỗi đâu. Đi ra ngoài đi. Đó bưng ra. Này mau con vào phủ. Rồi từ từ. Rồi chị đi theo anh này nha. Cảm ơn cảm ơn. Rồi đây. Bà giác bao gạo nổi không? Không nổi hả? Rồi chị lên. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Rồi bà chị này có em này có con này bao nhiêu tuổi rồi? 18 hả? Rồi đi qua. Nổi ra ngoài. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm nha. Ở đâu là cô lên đây lấy quà, Rồi lên. Rồi ôm nổi ôm hay yếu. Từ bác. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm nha. Rồi bác lên bác. Rồi anh trai lên. Xách cái gì đây? Rồi cảm ơn mạnh thường quân. Rồi bà con mình cảm ơn mạnh thường quân cho em, mạnh thường quân vui nha. Rồi từ từ anh nào cũng có, coi chừng anh có anh không nha. Rồi mấy anh trai thanh niên này nhường cho mấy chị em phụ nữ. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm em ơi. Anh trai này đi gạo nổi không? Rồi cô lên cô. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm con em. Rồi em gái lên. Gạo cho chị này gạo.
về vui vẻ nha. Ba đứa con rồi đó. Nhỏ này hai đứa con rồi này. Một đứa. Một đứa hả Thảo không? Nhớ là cũng bốn đứa chứ. Ở chị này mấy đứa con rồi? Hai đứa hả? Đậu cái nón đất hết trơn rồi. Vui vẻ nha. Rồi bác lên bác. Bà ra ngoài rồi. Rồi bác lên. Rồi bác lên. Rồi bác lên. Rồi bác lên. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm con nha. Giác nổi không? Rồi một cái giác một cái cầm. Nổi, phụ nữ cái này giỏi lắm. Vui nha. Rồi cho bác này lên trước đi. Bác này cũng hết cánh tay rồi. Rồi em gái lên. Con gạo nổi không? Không nổi con năm. Đó, đi ra đi. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Dạ. Rồi, ráng lên. Mẹ đâu xong kêu mẹ đi lãnh. Có chồng chưa? Có chồng chưa? Thì đó hả? Không gạo được không? Không rồi, chúng mình ra. Nè, cầm đi coi. Rồi, cảm ơn mạnh thường quân giùm em cái nha. Cho mạnh thường quân vui. Mẹ đâu xong khi mẹ ấy có chồng chưa? Đó rồi hả mấy đứa rồi? Một đứa rồi hả? Rồi chào đi bà. Nè, thiệu. Cảm ơn nha. Cảm ơn bên kia, cảm ơn bên kia. Rồi con lên con. Rồi con lên. Đi ra đi luôn. Rồi con lên. Cảm ơn. Rồi chị gái lên. Bác đứng nuôi lại giùm con bác. Đứng nuôi lại một chút xíu. Nuôi lại. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm em nha. Bà này là bà giác hay ba phân bò được luôn á. Giỏi lắm. Rồi mặc cái áo sao không có nút vậy? Rồi bắt lên đây. Rồi lên. Hôm nay nhà ăn món gì? Cảm ơn. Hôm nay nhà ăn món gì? Ăn à. Lấy đủ đủ hả? Ăn tiếng là ăn đủ đủ. Hôm nay nhà con ăn món gì? Ăn kèn, ăn tùm. Ăn canh hả? Canh gì? Canh quay, canh quay. Canh quay đó. Bên ơ. Cảm ơn mạnh thường quân giùm con nha con. Rồi, cảm ơn mạnh thường quân giùm nha. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm nha. Rồi sao con này có ôm gạo được nè đó. Rồi cầm dưới phẩm nè. Rồi dưới giải nha. Hôm nay nhận quà có vui không? Có vui không chị? Vui. Rồi có chồng chưa? Mẹ đâu? Mẹ ở nhà hả? Rồi cảm ơn mạnh thường quân đi con. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm nha. Rồi. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giùm đi nha cô nha. Cảm ơn cô nha. Rồi cảm ơn nha. Vui vẻ. Anh trai lên nha. Xíu anh trai đâu?
đưa này. Đưa nào? Đưa chưa? Đưa này. À dạ hả? Cảm ơn tiếng đồng bào nói sao chú? Hả? Cảm ơn tiếng đồng bào mình nói sao? Anh đi. Ừ. Anh đi là cảm ơn. Ở đây đó. Dạ. Chưa được biếu hả? Đưa rồi đó. Rồi cảm ơn chú nha. Chú lên. Đây lãnh quà vô chú. Rồi, cảm ơn giùm con nha. Rồi, vui vẻ nha. Dạ, cả nhà mình đội chân lên thang hôm nay phát quà cho bà con ở nơi đây thì có mang theo đồ của Mạnh Thường Quân có tên là chị Lưu Hưng đã mua tặng cho các em nhỏ những bộ đồ dễ thương cả nhà. Thì hôm nay là đội chân lên thang sẵn dịp là phát cho các em nhỏ ở nơi đây luôn. Bây giờ đội chân lên thang sẽ giao lưu các em nhỏ ở nơi đây nha cả nhà. Con tên gì? Con tên Ti. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 2 tuổi. Học lớp mấy nè? Không biết. Lớp 1 ha. Rồi bây giờ là chú sẽ tặng cho con là mỗi người là 3 bộ đồ nha. Rồi cảm ơn, con biết cảm ơn không? Cảm ơn chú. Giỏi. Rồi mấy này nhỏ thì tặng size nhỏ nha cả nhà. Rồi phần của con là 3 bộ nha. Rồi con đi qua đây. Rồi đi ra đây luôn. Ok. Rồi con lên. Con tên gì? Con biết tên của con không? Rồi bé này mắc cỡ rồi. Rồi tặng cho con 3 bộ nha. 3 bộ size nhỏ. Đây. Cảm ơn đi con. Không biết cảm ơn luôn. Rồi đi ra luôn. Ôm đồ nha lên. Đi ra. Rồi bé này biết cảm ơn không? Con tên gì? Không biết luôn. Rồi tặng cho con 3 bộ nha. Đợi xíu nha, để lấy cái size nhỏ nha. Đây size 12 đây. Đồ này là gái trai gì mặc được hết cả nhà mình. Rồi giới thiệu tên con đây, con tên gì? Con tên Su. Su hả? À, tên đẹp dữ ta. Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Trời, 6 tuổi sao có chút xíu vậy? Thường ngày là mẹ cho con ăn, muốn ăn gì? Hả? Mẹ có mua thịt cá cho con ăn không? Không hả? Có mua sữa cho con uống không? Có hả? Rồi chú tặng cho con 3 bộ đồ nha. Cảm ơn chú. Giỏi. Rồi tiếp theo nha. Chị này lớn hơn nè. Con tên gì? Con tên Lan Anh. Tên đẹp dữ vậy hả? Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Ăn cơm chưa? Con ăn cơm chưa? Cơm rồi. Học lớp mấy? Học lớp 2. Có giấy khen không? Có. Giỏi. Rồi tặng cho ba bộ đồ. Cảm ơn. Rồi chị này tên gì? Tên Oan. Tên gì? Oan. Họ tên đầy đủ là gì? Binang Thị Oan. Binang Thị Oan. Con bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi học lớp mấy? Lớp 3. 8 tuổi học lớp 3 hả? Có giấy khen không? Không. Không có giấy khen hả? Năm nay phải cố gắng nha. Cố gắng có giấy khen nha. Rồi tặng cho ba bộ đồ. Cảm chú. Rồi anh này tên gì? Tên Tiếu. Tiếu hả? Con bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi học lớp mấy? Lớp 2. 6 tuổi mà học lớp 2 rồi học giỏi vậy hả? Hả? Ăn cơm chưa? Nãy ăn như này ba cho ăn cơm gì? Ăn món gì? Hả? Ăn cá là ăn thịt? Ăn cá. À, rồi cảm ơn ơi. Cảm ơn chú. Rồi cho bé này lên này. Bé này có lấy đồ không con? Nè chú tặng đồ cho nè. Qua đây. Rồi bé này mắc cỡ rồi, chọc bé nước khóc luôn á. Rồi tặng cho con 3 bộ nha. Ôm lại. Cảm ơn đi con. Cảm ơn. Cảm ơn mà khóc kìa. Rồi bé này.
Rồi bỏ cái tay ra coi. Rồi bé này có mẹ đi theo không vậy? Này xe lớn nè. Rồi chờ chú một chút nha con. Rồi chú lựa ra cái xe nhỏ nhỏ nè cho con mặc. Rồi tặng cho con ba bộ nè. Cảm ơn. Rồi chữa mũi, mẹ đâu chữa mũi cho con. Rồi cái này tên gì? Giới thiệu. Tên gì? Tên Sơn. Họ tên đầy đủ là gì? Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi học lớp mấy? Lớp 3. Hôm nay ăn cơm món gì? Nay mẹ cho ăn cơm món gì? Chưa ăn. Chưa ăn hả? Rồi. Biết cảm ơn không? Cảm chú. Ừ, giỏi. Rồi anh ăn cơm tên gì đây? Tin Hương. Hả? Tin Hương. Tin Hương. Bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi hả? Cho chút xíu vậy? Dếp đâu? Ở nhà. Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn hả? Cảm ơn chú. Ừ. Cái này size lớn này, con tên gì con? Duyên. Con thích màu nào? Trong 3 ngày màu đây con thích màu nào? Hả? Thích màu xanh là thích màu hồng? Màu hồng. Thích màu hồng đúng không? Đây. Rồi, cảm ơn Mạnh Thùng Quân. Cảm ơn Mạnh Thùng Quân. Rồi, ráng học giỏi nha. Rồi, con tên gì? Giới thiệu. Con tên Ngân. Con bà nào? Mẹ tên gì? Mẹ tên Ân. Bố tên gì? Bố tên Ân. Bố có uống rượu không? Uống nhiều không? Uống nhiều. Giờ nói bố đừng có uống rượu nữa nha. Rồi, tặng cho ba bộ đồ. Cảm ơn. Rồi, giỏi. Rồi, con đi lên con. Rồi tiếp tục ai lên đây? Đứa nào lên? Đây, rồi lên đây con, lên đây, lên đây. Con tên gì? Không biết tên. Này tặng cho ba bộ đồ này. Cảm ơn nhé, cảm ơn. Rồi, không biết cảm ơn luôn. Rồi đứa này nhỏ này lên đây. Con tên gì? Tên gì? Thôi thôi tặng đồ đi ra luôn đi. Không biết trả lời. Rồi bé này lên. Bé này size lớn nè. Rồi con tên gì con? Tôi lớn lên. Tôi tên Kiên. Họ học giỏi không? Học lớp mấy rồi? Lớp 2. Học có 10 điểm không? Điểm cao nhất là bao nhiêu điểm? 5 điểm hả? Rồi tặng cho ba bộ đồ. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Sai lớn hả? Rồi cho mấy đứa nhỏ lên trước đi con. Rồi mấy đứa nhỏ lên. Rồi giới thiệu tên. Lẹ còn giờ ăn cơm nữa. Tên gì? Lan. Tên Lan. Dạ. Có bồ chưa? Hả? Dạ chưa. Chưa hả? Học lớp mấy rồi? Lớp 5. Học lớp 5 học có giỏi không? Sơ sơ hả? Giờ thử thách nha, đố cái được không? 7 cộng 7 bằng mấy? 14. 14 cộng 14 bằng mấy? 28. Giỏi. Rồi được 3 bộ đồ. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi biết. Con này lên đây con. Rồi gái lên đây luôn. Rồi con gái giới thiệu tên đây, con tên gì? An. Cái gì An? Hả? Con tên Lê An. Con người đồng bào hay là người Kinh? Người Kinh. Tưởng người đồng bào là hết hồn à. Người đồng bào gì mà trắng dữ vậy? Học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 4. Có giấy khen không? Có.
Có mấy tờ giấy khen? Không, dạ không biết. Không biết hả? Đi học mà cũng không biết luôn. Rồi, con mặc xe máy con. Con biết này chắc không có cửa quá. Xe này là lớn nhất nè. Có em không? Dạ có. À, tặng cho con ba bộ nha. Dạ cảm ơn chú. Ừ. Rồi bé này size này nhỏ. Đây size 18 nè. Rồi tặng cho con ba bộ nha. Rồi em này giống cầu thủ đá banh vậy. Hơi đen nha. Tặng cho ba bộ nha. Cảm ơn đi. Vui không? Vui không? Đây cả nhà, đây là các mẹ của cháu dẫn cháu tới lãnh đồ này cả nhà. Vỗ tay cái đi, vỗ tay cái đi bà con. Rất là đông luôn cả nhà ơi. Hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa nha cả nhà. À, một lần nữa tôi cho Lan xin gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Dạ. À, cảm ơn chị Lưu Hưng đã yêu thương các em nhỏ miền núi, đã gửi đồ ra tặng cho các em nhỏ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc cho chị và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Dạ, cả nhà mình đôi chân lê thang và đồn của cô Vương Thị Hồng Mỹ đã phát quà cho bà con xong rồi. Bà con cũng vui vẻ ra về cả nhà. Bà con rất là mừng. Thì bây giờ đôi chân lê thang sẽ hỏi cái cảm xúc của đồn của các cô và các Mạnh Thường Quân ở đây cảm xúc như thế nào nha. Dạ, cô thấy cảm xúc như nào? Bà phát biểu đi bà. Dạ, đang nói đi nói đi. Để chị Hoa đi. Đồn của mình có vui không? Được rồi, nói gì đi, thằng đây vui vẻ dành. Được rồi. Phải nói là hôm nay á, là một ngày thật là vui và thật là hạnh phúc. Và rất là nhiều ý nghĩa trong cái cuộc đời của mình. Để lần đầu tiên mình đi làm từ thiện, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và có lẽ là mọi người trong gia đình đều trong đoàn này cũng đều rất là vui và cũng hạnh phúc như vậy. Cũng mong rằng tất cả bà con mình ở đây sẽ có nhiều điều may mắn hơn nữa trong cuộc sống và được nhận được nhiều cái việc làm tốt từ các Mạnh Thường Quân khác để đến với nơi đây. Chúc tất cả bà con mình được lúc nào cũng có sức khỏe, hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui. Mỗi niềm vui đều đến trong mỗi ngày của chúng ta. Xin hết ạ. Dạ. Cũng thay mặt đoàn cũng xin cảm ơn đôi chân lang thang. Dạ, tạo con điều cũng kiện cho dạ. Đoàn để làm được một cái việc rất là ý nghĩa, giúp cho được cuộc sống cho mỗi người dân chúng ta thêm một cái phần phong phú hơn nữa trong cuộc sống của dạ, mình. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ đôi chân lang thang cũng xin thay mặt cho bà con ở nơi đây gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả, chúc cô chú Mạnh Thường Quân có sức khỏe và thường lộ bình an. Dạ xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn gặp lại.